Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, đang lái xe thì nam tài xế bỗng lên cơn đột quỵ. Tuy nhiên, trong giây phút sinh tử ấy, anh vẫn cố gắng đánh lái, đưa xe táp vào lề đường để giữ an toàn cho 32 hành khách trước khi không qua khỏi. Đó là câu chuyện đang được lan truyền trên mạng xã hội, khiến ai cũng xót xa. Gần một tháng trôi qua, kể từ ngày tài xế Sơn Tùng, lái xe khách của nhà xe Phương Trang, chi nhánh Sóc Trăng qua đời, không khí tăng thương vẫn còn bao trùm lên căn nhà nhỏ. Gần một tháng trôi qua kể từ ngày tài xế Sơn Tùng, 33 tuổi, lái xe khách của nhà xe Phương Trang, chi nhánh tỉnh Sóc Trăng qua đời. Không khí tang thương còn bao trùm căn nhà nhỏ khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng. Anh Tùng bị đột quỵ khi đang điều khiển xe khách dừng nằm từ thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng. Ông Sơn Tây, cha anh Tùng đau đớn kể lại. Đêm ngày 7 tháng 8, cả nhà đang ngủ, bỗng có một cuộc gọi lạ gọi đến. Vợ tôi bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nam báo Tùng bị cao huyết áp bất tỉnh trên xe và được đưa vào bệnh viện ở Cần Thơ. Lập tức, tôi gọi cho đứa cháu gần nhà, lấy xe chở tôi và vợ lên Cần Thơ ngay trong đêm. Khi vào tới bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ thì Tùng vẫn còn đang hôn mê. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, nó chút hơi thở cuối cùng mà không có một lời từ biệt. Nhìn di ảnh con trai, bà Trần Thị Kim Dương mẹ anh Tùng không cầm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ. Trước lúc ra đi, con không kịp nói với tôi lời nào Lời gần đây nhất Nó dặn tôi với cha nó Cứ sau 20 giờ mà con chưa về Thì cha mẹ đóng cửa đi ngủ đừng đợi Khi nào về con tự mở vào nhà Vậy mà lời nhắn nhủ đó Lại là lời cuối cùng Nó nói với tôi Theo bà Dương Trước lúc qua đời Anh Tùng có hứa với song thân Cuối năm nay sẽ cưới vợ Sinh cháu nội cho cha mẹ ấm bồng cho vui nhà vui cửa Nhưng dự định chưa kịp thực hiện Thì anh đã ra đi mãi mãi con tôi ra đi đột ngột quá tôi không nghĩ con mình ra đi nhanh như vậy mai mốt đây mấy công ruộng sau nhà đến ngày thu hoạch vắng bóng con trông coi rồi bà dương chia sẻ ngày đưa nó đi hỏa táng phía công ty cũng mong đưa linh cữu nó đi một vòng quốc lộ và đi qua nơi làm việc tại bến xe khách sóc trăng để tiễn đưa ai cũng yêu quý nó nên ở nơi chín suối chắc nó cũng thấy vui lắm Chị Sơn, thị thanh tâm Anh ruột của anh Tùng buồn ngủ cho biết Gia đình có hai anh em Cha mẹ đều làm nông Anh Tùng tính tình hiền lành ít nói Vì lo làm kiếm tiền phụ giúp gia đình Nên anh chưa nghĩ đến việc cưới vợ Công việc bận bịu Tối mịt anh mới về Và thường gọi mẹ chờ cửa Anh tôi đi ra cũng không kịp nói với em lời nào Anh Tùng là người rất biết lo cho cha mẹ Không muốn cha mẹ phải lo lắng bất cứ điều gì Vì là lao động chính trong nhà nên giờ anh mất đi, cha mẹ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. nhắc đến người đồng nghiệp làm cùng công ty, anh Nguyễn Hữu Bình, nhân viên điều hành trực tiếp của nhà xe Phương Trang chi nhánh sóc Trăng chia sẻ: Năm 2015, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Tùng xuất ngũ về gia đình. Cũng trong năm này, anh nộp đơn xin vào làm việc tại công ty Phương Trang chi nhánh sóc Trăng. Ban đầu vào công ty, anh Tùng được phân công lái xe trung chuyển. Khoảng 2 năm nay anh được điều động lái xe đường dài tuyến Sóc Trăng và thành phố Hồ Chí Minh. Anh Bình cho hay, anh Tùng là nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, được nhiều bạn bè đồng nghiệp quý mến. Có việc công ty điều động đi đâu anh cũng đi, không một lời từ chối. Với sự cống hiến của mình, năm 2022, anh Tùng được tập đoàn Phương Trang Futa Group tặng bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực trong hành trình trả ơn đất nước, đóng góp cho cộng đồng. Giấy khen nhân viên xuất sắc năm 2019 Giấy khen tri ân bác tài vững tin và phát triển năm 2021 Ngồi thất thần bên dưới đảnh anh Tùng Chị Thúy Thơm, 32 tuổi Đồng nghiệp cùng làm ở hãng xe khách phương trang rơm rớm nước mắt kể lại Chị và anh Tùng không chỉ là đồng nghiệp thân thiết Mà còn coi nhau như anh em ruột Anh Tùng vào làm việc tại hãng xe được 8 năm Không chỉ hăng hái chung công việc Anh còn được lòng đồng nghiệp bởi cái tính tình dễ mến Luôn giúp đỡ những đồng nghiệp mới vào làm việc khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Tùng nhận nhiệm vụ ở lại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân cùng những đồng nghiệp khác. Dù nhiễm Covid-19 lại sống xa gia đình, nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại hỗ trợ đến khi đẩy lùi dịch bệnh. Anh Thạch Hồng Thái, 21 tuổi, tiếp viên đi cùng chuyến xe với anh Tùng hôm đó vẫn chưa thể tin người đồng nghiệp của mình đã mất xót xa kể lại. Ngày 7 tháng 8, trên hành trình từ bến xe miền Tây về Sóc Trăng, khi đến địa phận Tiền Giang anh Tùng vẫn nói cười vui vẻ Khi xe di chuyển đến địa phận Vĩnh Long Thấy nhức đầu hoài không giảm Và mệt nhiều Nên anh Tùng lập tức tấp xe vào lề đường Để hành khách an toàn Chỉ trong vòng một phút sau đó Cả người anh cứng đơ Đầu gục xuống bên vô lăng Nhưng anh vẫn dáng gượng tắt kèn hơi Để đảm bảo an toàn cho hành khách Khi đó hành khách trên chuyến xe Cũng hỗ trợ đón xe cấp cứu Và cùng với tiếp viên đưa anh Tùng đến trạm xá để cấp cứu Sau đó anh được chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị Tuy nhiên tối cùng ngày anh qua đời trong sự tiếc thương của đồng nghiệp và gia đình. Dù đang cận kề cửa tử, Hà chịu trách nhiệm vẫn được người tài xế này đặt lên hàng đầu. Một người tốt ra đi, những hành khách trên chuyến xe này và tất cả mọi người sẽ đều nhớ về anh, về hành động đẹp của anh. Rất nhiều người dân chia sẻ lại đoạn video đã cảm ơn tài xế vì đã cố gắng đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe và người đi đường. Sau khi clip camera hành trình về vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến cho rằng phản ứng của những người xung quanh làm chậm. Đáng tiếc, hành khách trên xe không ai biết sơ cứu nên có thể làm mất đi cơ hội sống sót của người tài xế. Đây không phải là vụ lái xe đầu tiên tại Việt Nam tử vong do nghi vấn đột quỵ. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, chủ tịch hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trưởng khoa bệnh lý mạch máu não bệnh viện Nhân dân mùng một năm Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau khi xem clip ghi lại cảnh tài xế tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Bình Thuận lên cơn co giật, ông thấy bệnh nhân đột ngột gục xuống, xuất hiện cơn co cứng co giật một phần hai người trái xoay mắt đầu sang phải cơn kéo dài khoảng một phút phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn huy thắng nhận định để chẩn đoán nguyên nhân tử vong khi chỉ đưa trên một đoạn clip là rất khó tuy nhiên cơn co giật cục bộ một phần hai người trái là điểm mấu chốt chứng tỏ bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng bán cầu não bên phải khi gây tử vong nhanh sau đó nhiều khả năng có thể do xuất hiện máu não lượng lớn gây thoát vị não với đột quỵ thiếu máu não do tác động mạch lớn để gây tử vong sẽ cần nhiều thời gian hơn. Ngoài ra tỷ lệ gây ra cơn co giật của xuất huyết não cũng cao hơn đột quỵ thiếu máu não. Nếu đúng là xuất huyết não, 90% nguyên nhân thủ phạm là cao huyết áp. Cũng theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, đột quỵ có thể xảy ra với bất cứ ai vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy vậy, đột quỵ xảy ra với những tài xế chuyên nghiệp là điều cần quan tâm vì có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của nhiều người cùng trên xe và đang tham gia giao thông trên đường. Một nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản cho thấy tỷ lệ đột quỵ xảy ra khi đang lái xe là 4%. Trong số đó 16% trường hợp đã gây ra tai nạn giao thông sau đó. Từ trường hợp tử vong này, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Y Thắng cho rằng cần thiết phải có chế độ kiểm tra định kỳ các bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường, tiền sử con giật cho những tài xế chuyên nghiệp ngoài việc kiểm tra thị lực và thính lực. Theo chủ tịch hội đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh, thực tế cho thấy một số quốc gia có thể tạm ngưng giấy phép nếu thấy tài xế có vấn đề về sức khỏe cho đến khi mọi chuyện được kiểm soát ổn định. Theo các chuyên gia y tế, khi gặp người có dấu hiệu bị đột quỵ, những người xung quanh cần thực hiện ngay các động tác sơ cứu sau, cùng với việc gọi cấp cứu 115. Cần nhanh chóng kiểm tra xem người bệnh có đang thở hay không. Nếu không thấy nhịp thở, hãy thực hiện hô hấp nhân tạo. Nếu người bệnh cảm thấy khó thở, hãy nới lỏng quần áo, phụ kiện bó sát như cà vạt, khăn cổ, thắt lưng. Nếu bệnh nhân ngừng tim, thực hiện xóa bóp tim ngoài lồng ngực dùng khăn tay cuốn vào ngón tay trỏ để lấy sạch đờm, dãi trong miệng của người bệnh. Tuyệt đối không đưa bất cứ vật gì vào miệng người bệnh, đồng thời bình tĩnh khuyên nhủ và chấn an người bệnh, đắp chăn giữ ấm cơ thể người bệnh. Nếu người bệnh có biểu hiện yếu ở tay chân, cần nhờ nhiều người hỗ trợ di chuyển người bệnh, quan sát để nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào người bệnh. Cùng với đó, cần lưu ý những điều không nên làm khi sơ cứu người bị đột quỵ. Không để nạn nhân nằm ngửa mà nên nằm nghiêng, Tư thế nằm này giúp đề phòng trường hợp bệnh nhân nô nói hoặc lưỡi bị tụt xuống họng gây tắc nghẽn đường thở. Không cho bệnh nhân ăn uống hay sử dụng thuốc, không thực hiện cạo gió cho người bệnh. Không nên để bệnh nhân nằm lâu một chỗ mà cần khẩn trương đưa đi cấp cứu. Khi cấp cứu bệnh nhân đột quỵ thì nhất thiết nên gọi xe cứu thương đến. Nhiều người có tâm lý sợ đường kẹt, xe hơi chạy chậm nên tự đưa bằng xe máy. Thực tế xe cứu thương có còi hụ và được ưu tiên. Khi xe đến nhà, thì nhân viên y tế đã sơ cứu bước đầu. Không ít người đột quỵ và người bệnh phải cấp cứu nói chung. Được đưa bằng xe máy đến bệnh viện thì đến nơi các ngón chân bị như lóc xương do trên đường đi, bệnh nhân rỗi thẳng chân tay, cả chân xuống mặt đường. Bệnh nhân không đủ ý thức để nhấc chân lên. Người thân cũng không bế gọn được nên nhiều khi chỉ lo chuyện đưa đến bệnh viện mà không để ý dẫn đến chảy sức nhiều chỗ. Có thể thấy, đột quỵ là một bệnh lý tim mạch cấp tính xảy ra đột ngột và có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề cho người bệnh, thậm chí gây nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, hiểu rõ các thông tin về bệnh đột quỵ là vô cùng quan trọng để có các biện pháp phòng ngừa cũng như xử lý bệnh một cách kịp thời, tránh được những nguy hiểm do bệnh lý này hơn. Thưa quý vị, qua đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người cần chú trọng sức khỏe của bản thân hơn để tránh những trường hợp xảy ra không mong muốn như tình huống trên. Có thể thấy, hành động đẹp của anh Tùng đã chạm đến trái tim của bao người, khiến cho nhiều người xúc động và tiếc thương cho tài xế có đức và có tâm với nghề. Trong giây phút nguy cấp nhất, nam tài xế đã kịp thực hiện hành động bảo vệ hành khách của mình. Có lẽ người thân và bạn bè đồng nghiệp sẽ nhớ mãi hình ảnh người tài xế vui tính, đến phút cuối cùng vẫn giữ an toàn cho hành khách của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.